Cụ thể, gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức từ 520 đến 525 đô la Mỹ một tấn. Thương nhân cho biết giá ổn định trong bối cảnh nguồn cung giảm, trong khi đó gạo cùng loại của Thái Lan được báo giá ở mức 490 đô la Mỹ một tấn, còn gạo 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức từ 440 đến 450 đô la Mỹ một tấn, mức thấp nhất trong 15 tháng qua. Theo kết quả đấu thầu, cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia sẽ mua hơn 80.000 tấn gạo từ Việt Nam, dự kiến giao hàng trong tháng này và tháng sau.